Chào bà cô chú đồng ơi. Anh đi đâu vậy? Đi ngược rồi, đi ngược rồi, đi lại lại. Xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Và tối nay Sài Gòn ngày 4 tháng 3 năm 2021. Và chúng ta đang có mặt ở đây là tầng hầm bãi xe của một siêu thị rất là lớn ở bên quận 7 nè. Họ có nhìn thấy xe máy rất là nhiều luôn. Nhìn ngập luôn á, ngập trời xe máy. Để khi mà để dưới đây á, mình không để ý cái vị trí của những cây cột này á, là coi như là lái xe mệt mỏi luôn á. Và tối hôm nay thì Đồng không có đi học chữ, thì bữa nay là thứ năm, ngày mai là thứ sáu rồi. Thời gian trôi qua nhanh thiệt. Và tối nay sau khi học bài xong thì hỏi ba có gì bất ngờ không? Rồi nên ra em dẫn nị với Đồng qua bên quận 7 này. Ở đây là siêu thị Vivo City ở bên khu vực quận 7, đường Nguyễn Văn Linh với lại giao với lại Lê Văn Lương. Hôm nay có sự tham gia của Đồng với nị. Đồng đi khoái lắm. hỏi ông bà cô chú khỏe không? Hỏi ông bà cô chú khỏe không? Đồng rất là thích đi siêu thị ở những nơi thế này, nhưng mà không biết tình hình sau dịch bệnh thì trong đây như thế nào ha. Sẵn nay dẫn anh chị và các bạn chúng ta cùng đi khám phá, đi xem, đi cập nhật tình hình, coi những siêu thị ở đây nó có giống ở khu vực cô chú anh chị và các bạn đang ở hay không. Túi CK, mấy cái túi này rất là đắt tiền ha. Ở Việt Nam thì những thương hiệu thế này chỉ có những người giàu, người có tiền mới phù hợp với đẳng cấp thôi. Mua thì không ai cũng mua được, nhưng mà quan trọng nó có phù hợp với hoàn cảnh với mình hay không thôi. Và đây cũng sắp tới ngày 8 tháng 3 nè. Ủa 8 tháng 3 này tặng cái gì anh vậy? Tặng cho anh thằng con rồi mấy chục năm luôn á. 8 tháng 3 tặng nữa hả? Không em nghĩ đâu. Anh bữa giờ có tặng cho 8 tháng 3 tặng nữa hả? Làm gì la lớn vậy? Bất mãn. Tặng cả cuộc đời này còn đổi gì? Rồi, hôm nay sao nay trống lỏng nha. Đáng lẽ là sau hôm nay là sau mùa dịch, những cái nhà hàng, khách sạn cũng như quán ăn thì được mở cửa lại rồi, trừ cái dịch vụ karaoke. Theo thẳng hướng này là mình đi ra ngoài bên đường Nguyễn Văn Linh, ở bên kia là Phú Mỹ Hưng đó. Nhưng mà chúng ta thấy cái mùa dịch này, sau cái đợt giãn cách, sau đợt cách ly thì mình thấy siêu thị vắng vô cùng. Mà năm con trâu nên đây trang trí hình con trâu, những cây. Ủa này hoa gì? Mai anh đào hả? Thôi mình đi một vòng nữa nha. Đây là dưới tầng trệt. Siêu thị này thì có 4 tầng thôi. Những thương hiệu đồng hồ rồi đắt giá, Citizen, Bulova hay là rất là nhiều luôn, có nhiều thương hiệu. Đây cũng có McDonald's nữa nè. Hôm qua thì em đọc sai, anh chỉ nhắc nhở, cảm ơn anh chỉ. Nói chung ở Việt Nam thì
cũng ít xài tiếng Anh, thành ra có những thương hiệu đọc theo cảm tính. Echo gì vậy, lại ẩm nữa rồi, lớn rồi ẩm nữa trời. Sao mỗi chân sao đi nhiều, đi nãy giờ xíu nhiều. À, 8 tháng 3 lan tỏa yêu thương bằng sự chân thành và tinh tế. Bây giờ ở đây người ta cũng có login nè. Ở đây người ta cũng có login 8 tháng 3 lan tỏa yêu thương bằng sự chân thành. Anh là chân thành rồi. Ờ, ở đây là The Coffee Club. Lại thấy anh chân thành không? Đồng, đồng thấy ba chân thành không? Ba chân thành là cái gì? Trời, đồng không biết. Đồng không biết đó là gì luôn hả? Trời ơi, mày biết chứ. Ở bên đây chơi gì đó? Ở đây có gì chơi không? Trên châu thì sao? Đây có cái hồ bơi hả? Lại đi bơi thử được không? Đồng chơi trâu được không? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Anh có té không nha? Ủa anh biết cởi trâu luôn kìa. Hay không, hay không? Làm biết chơi đó không? Không biết thôi đi. Ủa cái nhà lầu kỹ đâu? Nó à, đây là những hình ảnh trang trí Tết còn á. Tại vì nó trong tháng giêng vẫn còn để nè. Ở đi chụp hình Tết không anh, chụp hình Tết. Bữa nó đâu cũng chụp em rồi. Hả? Làm bộ hình Tết đi vậy. À, nắm tay rồi. Ở đằng ở đoạn này thì bán quần áo nè. Thương hiệu Uniqlo. Trời ơi, nó làm kiểu gì không? Rất là lớn luôn. Rồi chúng ta đi lên lầu nha. Nói chung mấy nay thì đầu tháng 3 với lại cuối tháng 2 việc nhiều quá nên thành ra việc đi quay ở những nơi theo cầu của chú anh chị thì em hơi chậm trễ. Mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Và em sẽ tranh thủ, hy vọng là tuần này sẽ đi quay nhiều nơi hơn để chia sẻ cùng cô chú anh chị những hình ảnh ở những khu xóm. Ủa hồi mình đi chơi gì, đồng lên đây chơi gì? Ở trên đây có khu vui chơi không? Có hả? Không biết nay khu vui chơi có mở không nữa. Đó, là mình đi lên đây là lầu 1. Đó, vắng quá, đều vắng luôn. Ở trên đây bán đồ ăn nè. Mì udon. Đó, xe lửa có 1-2 bạn thôi à. Đâu đi vòng coi. Qua đây nè, qua đây lên lầu nè. Còn chế gì? À, lên lầu coi có mở cửa không cái đã. Ờ, có tắt đèn rồi gì không? Hồi đồng muốn chơi gì? Muốn chơi gì trên đó? Chơi cái gì? Làm xiếc hả? Làm xiếc làm sao? Hôm nay con học chữ gì đâu, đọc mai nghe coi. Đó đừng có nhảy nhảy vậy.
Nãy nãy nhà học chữ gì vậy? Nói coi, chữ gì? Sao không biết? Nè, lên lầu đây nè. Đây nè. Hả? Nói chung những cái rồi cảm ơn em. Dẫn nhóc đi lên khu vui chơi hỏi quay lại. À, đây người ta bán máy máy massage. Chỗ này bán cái gì cũng cũng vắng, bán cái gì cũng chậm. Nè chúng ta thấy nè, rất là ít người đi siêu thị luôn á. Do là tình hình dịch bệnh cũng như là kinh tế nên việc mua sắm những đồ mắc tiền thì được người tiêu dùng suy nghĩ nhiều hơn, suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn. Đây lên lầu. À, bên này rất là vắng. Đâu khu chơi đâu đồng biết không? Chỉ bà không biết ở đây. Hả? À, đi ở đây thì đa phần người ta đi siêu thị Co-op Extra, giống như là Co-op Mart hay là Lotte vậy đó, kiểu sắm hàng tiêu dùng. Trân Châu không biết tiếng Anh là gì hả? Nghi quá, nghi khu vui chơi không có mở quá. Đây bán gì đây? Nhà hàng Nhật. À, không biết tình hình dịch bệnh ở các khu vực anh chị đang sinh sống thì nó như thế nào. Những siêu thị đâu đâu chữ nào cá rô phi đâu đồng đâu 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 nào phải phi cá rà cá rô ơi cá rô 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 nào đọc coi mùa dịch này tội nghiệp những đứa nhỏ nó không có chỗ chơi, không có khu vui chơi gì hết trơn, tuổi thơ bị gián đoạn. Hãy đi lông nhông đi vòng vòng chứ cũng không biết đi đâu. À, còn các anh chị và các bạn ở các đất nước hải ngoại thì không có về về quê được. À, đồng hồ hôm nay mình đi sớm hay đi trễ? Trại nè. Rồi. Đồ nghề cắm trại. À, mình ngó thôi nha, coi thôi. Đây cái lều nè. Quần khô nhanh. Áo khoác. Nón. Ba lô.
Có cái nón này che giống như lính Nhật, hồi xưa. Có giá tiền nhiêu đây? 200 ngàn. Ồ, ở đây nhiều đồ quá hả? Ủa, đồng đâu rồi? Cái này đồng mỗi lần nghe cắm trại cái là đi mất tiêu rồi. Nghĩ này. Đâu lẹ vậy? Đây, gì vậy? Đây. Đâu? Đâu, 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 đâu? Có mở cửa không? Trời ơi, vui không? Đâu 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 lại đây coi. Phải không? Phải không á? Đâu ngồi xe thử coi. Đâu mà đọc tên bạn có tên gì qua nè, xe gì qua nè. Xe đó tên gì? Sao hồi này xuống tư vấn anh cái bộ đồ cắm trại coi. Đây, gái anh ta chụp hình kìa. Hồi nãy vô đi. À, từ thứ hai thứ sáu là 100 ngàn. À, thứ bảy chủ nhật lễ Tết 140 ngàn. Rồi phụ huynh từ hai phụ huynh thu 20. Trăm 20 ngàn đúng không? Một trăm ngàn. Hai phụ huynh thì 20 ha. Một phụ huynh không tính tiền ha. À, này vô đó chứ. Vui không đồng, vui không? À, không không được chạy nhảy nha. À. Ngồi ban bầu chú đi. Đấy, đấy, đấy. Anh đi đâu đây? Ai ai. À, đi bye 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 bye. À, đồng đây đây được mở cửa vui rồi. À, nên chạy thẳng vô trong chơi luôn rồi. Có dừng té nè. Lại đây đợi Mi nè. Đâu? Lại đây đợi Mi cái đã. Ok kìa. Rồi, bye bye bye. Ăn cái này nó lẻ nè. Ta 20 nè. Rồi. Rồi vậy, chỉ là vui rồi. Anh có chục nào đâu. Rồi chắc video clip ngày hôm nay đến đây sẽ được khép lại. Một số hình ảnh ở không trong siêu thị Vivo City và trong khu vui chơi. Hôm nay là đổi tên rồi. Lake Tham. Vui chơi Lake Tham. Gửi bà con cô bác xem chơi cho vui nha. Lại thấy được cái tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn và những siêu thị ở Sài Gòn ngày hôm nay như thế nào. Là những quầy bán nước thì chắc em không có vô siêu thị, vô khu vui chơi em gọi qua đây ha.
ngồi đây để trả lời những comment của cô chú anh chị cũng rất là nhiều, không có trả lời kịp, thành ra tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.